Đừng lên, đi lên trên bờ đi. Đưa quay đây đi. Của tôi đây. Chị ta có qua đó. Tôi làm cái bè không cho gì thả nhá. Đúng rồi, châm châm thả bé, bỏ bé ra để thả. Mình sẽ chơi trò thả bè. Cho ta sẽ thả. À, dưới cho khủng long lên thả nhỉ? Hay cho ô tô lên? Cho ô tô đi anh Tuấn. Cho ô tô nhá. Ừ. Dưới cho ô tô lên thả nhá. Được. Thế bạn lên, bạn Duy cùng châm lên trên cái thả đi. À, bạn châm cho khủng long. Còn bạn Duy cho... Đâu rồi. Đây, cái này. Có mất một. Bạn Duy ơi. Lên trên này, lên trên kia. Đi chậm không ngã cứng đấy. Ôi rơi ô tô rồi Duy ạ. Duy ơi. Duy ơi, bị rơi rồi. Từ từ đợi. Cả hai cùng thả nhá. Đi thả đi ơi. Wow. Wow. Chơi rồi nè. Nhanh. Đuổi theo bè thôi. Đuổi theo cá. Ôi trời ơi. Cái bè này nhìn nhoi ra kia lắm. Ôi trời. Nên thả nhá. Đấy, đi thả đi để cho bố tôi tí đi lấy cho. Thôi được rồi, cứ để đó. Ừ. Wow. Đẹp luôn. Ui, bạn đi nữa, đi đứng im, Rồi, đi đứng im để bố tôi cho. Thế không được đấy, đi không đi ngã cứng đấy. Để tôi lấy cho. Đi kéo vào. Đi kéo vào. Sao? Đây còn một cái này nữa. Wow, đi chơi xa lắm luôn đấy. Để tôi đi lấy nhá. Đi đứng im. Bạn gì với cả cô Trâm đi thả thuyền, lấy thuyền tháng đi để bố ở dưới đón cho. Cô Trâm ơi, kéo bạn gì lên. Để bố tôi lấy cho. Lấy cho bạn gì. Đợi một tí. Rồi, bố tôi kéo lấy cho nhá. Nó đi thả chưa? Anh Tuấn có không thể đọc được luôn. Tôi đây. Đấy, tôi lấy đấy. Tôi lấy không lấy nhá. Tôi đây lấy rồi, đi cái kia. Cái gì vậy? Ừ, đợi tí. Wow. Tôi đây lấy cái kia rồi, đi ạ. Rồi, tôi lấy rồi.
Thôi à, chúng ta đã chiến thắng. Con đi mang lên thuyền đi, cái thả đi. Không như có cả thuyền đấy. Chúng mình sẽ thả thuyền nhá. Thuyền bằng lá cây nè. Thả như này nè. Cho hòn đá lên. Đây. Đây. Wow. Cẩn thận sâu nhé cô Trâm nhá. Thả dưới này đi, không nó thôi.